Đây là một buổi sinh hoạt chiều của các cụ già neo đơn được nuôi dưỡng tại mái ấm Mây Ngàn, chùa Cẩm Phong, tỉnh Tây Ninh. Chiều nào cũng vậy, sau khi nghỉ ngơi, ăn uống, những cụ già này lại dành thời gian ra góc sân nhỏ để luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe. Mái ấm Mây Ngàn giờ đây đã trở thành ngôi nhà thân thuộc, nơi những mảnh đời kém may mắn này được quan tâm, chăm sóc tận tình, chu đáo. Tôi cũng người là không có gia đình, không có chồng con, không có ai hết. Thân quyến tôi thì tôi hồi đó thì tôi đi làm công cho người ta. Lúc mà tôi yếu quá thì tôi vô chùa, nhờ có thầy trên này giúp đỡ và cho tôi vô ở tới giờ. Thầy giúp đỡ và sự quan tâm rất tốt, rất hay, trong lòng tôi rất là thoải mái tinh thần. Được thành lập từ năm 1996, ngoài nuôi dưỡng những trẻ em mồ côi, mái ấm Mây Ngàn cũng là địa chỉ mà những người già neo đơn, không nơi nương tựa, những người khó khăn, khuyết tật tìm về. Tính đến thời điểm hiện tại, mái ấm có 139 cụ già nương nhờ, mỗi người một quê, người Bắc, kẻ Nam. Họ về đây để tìm chút yêu thương, yên bình những tháng ngày còn lại của cuộc đời. Tôi nghĩ là vô đó. Ở đây thầy chăm sóc cho mấy lão ở đây, lão nam lão nữ đồ ở đây thì cũng chu đáo lắm, ngày cũng có ăn ngày hai buổi, cũng thầy cũng bệnh đau để cũng lo lắng này kia, với có người nào mất qua đời thì thầy cũng lo hàng rương trong các thì lúc nào thì thầy lo cho các cụ cũng rất là vui. Mấy cụ ở đây thì sắp xếp cũng nghe lời thầy, ăn uống thì cho thoải mái. Mình ở đây tập trung mình nuôi dưỡng, vậy là mình già rồi, còn đâu vài năm nữa mất thì mình không có mà lợi dụng mà để mà ta cho tiền mấy cụ, thầy nhận lại, thầy để cho tự do. Gần 30 năm qua, mái ấm chùa Cẩm Phong đã trở thành mái nhà thứ hai của rất nhiều mảnh đời bất hạnh. Chính nơi đây, họ nhận được sự ấm áp, sự từ bi, nhân hậu toát lên từ chính những người đệ tử Phật này.